mà bình đẳng cho hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng, đó là đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa, cùng cả tịnh giới ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ và bát nhã ba la mật đa sanh nhẫn tùy thuận, đã đắc được nhẫn này rồi, luôn nghĩ như vậy, trong tất cả pháp không có một pháp nào là khởi hay diệt, hoặc sanh lão bệnh tử, hoặc người mắng người bị mắng, người phỉ báng người bị phỉ báng, người cắt xẻ đâm đánh trói xúc não già hại, hoặc bị cắt xẻ đâm đánh trói, tất cả tánh tướng này đều là không, trong đó không nên vọng tưởng phân biệt. Đại Bồ Tát ấy đắc nhẫn này, nên từ khi mới phát tâm cho đến lúc ngồi tòa Bồ Đề, trong thời gian này, giả sử tất cả loài hữu tình đều đến mắng chửi vì báng mạ nhục, lấy đào trượng gạch ngói đá làm tổn hại đánh đập cắt xẻo cho đến phân trẻ thân ra từng khúc, nhưng tâm Bồ Tát ấy không biến đổi chỉ nghĩ. Thật kỳ lạ thay, trong tánh của các pháp hoàn toàn không có những việc hủy báng trời mắng mạ nhục làm hại, nhưng do hữu tình vọng tưởng phân biệt cho là thật có nên tạo ra nghiệp ác phiền não, đòi hiện tại đương lai chịu các khổ não. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng, đó là đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa, gồm cả an nhẫn ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ và bát nhã ba la mật đa sống mãnh tinh tấn giảng nói chánh pháp cho các hữu tình, để họ trụ vào bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc khiến họ trụ vào bốn niệm trụ cho đến tám trì thánh đạo, hoặc khiến an trụ vào các công đức khác, đại bồ tát ấy thành tựu những phương tiện thiện xảo, thân tâm tinh tấn, dùng sức thần thông đi đến chỗ các hữu tình ở một thế giới hoặc mười phương, một trăm cho đến vô lượng vô biên thế giới, để giảng nói chánh pháp, dùng phương tiện giáo hóa khiến họ trụ vào quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, hoặc khiến họ an trụ vào độc giác bồ đề, hoặc khiến họ chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại bồ tát ấy mặc dù làm việc này nhưng không trụ vào cảnh giới hữu vi, cũng không trụ vào cảnh giới vô vi, lại đem căn lành tinh tấn này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng, đó là đại bồ tát an trụ bát nhã ba la mật đa, gồm cả tinh tấn ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ và bát nhã ba la mật đa ngoài định của chư Phật ra, đối với thắng định của tất cả thành văn độc giác bồ tát đều tự do xuất nhập tùy ý, đại bồ tát ấy an trụ vào thắng định tự tại của bồ tát, đối với tám giải thoát đều có thể tự tại mà xuất nhập thuận nghịch, nghĩa là có sắc quán các sắc giải thoát cho đến diệt tưởng thọ giải thoát, đại bồ tát ấy lại đối với chín định thứ đệ hoặc nghịch hoặc thuận đều vào sắc tự tại, đó là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, định diệt tưởng thọ. Đối với tám giải thoát chín định thứ đệ, đại bồ tát ấy thuận nghịch xuất nhập đã thành tục hoàn toàn rồi, có thể vào sư tử tần thân tam ma địa của đại bồ tát. Thế nào gọi là sư tử tần thân tam ma địa của đại bồ tát? Nghĩa là đại bồ tát lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, tuần tự cho đến vượt qua tất cả phi tưởng phi phỉ tưởng xứ, nhập vào định diệt tưởng thọ, lại ra khỏi định diệt tưởng thọ, vào lại định phi tưởng phi phi tưởng xứ, tuần tự cho đến nhập vào sơ tịnh lự. Đó là sư tử tần thân tam ma địa của đại bồ tát. Đại bồ tát ấy đối với sư tử tần thân tam ma địa đã thành thục hoàn hảo rồi, lại nhập vào tập tán tam ma địa của đại bồ tát. Thế nào gọi là tập tán tam ma địa của đại bồ tát? Nghĩa là đại bồ tát lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, lì sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, ra khỏi sơ tịnh lự, tuần tự cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ, nhập vào sơ tịnh lự, ra khỏi sơ tịnh lự, nhập vào định diệt tưởng thọ.
ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào tịnh lợi thứ hai, ra khỏi tịnh lợi thứ hai nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào tịnh lợi thứ ba, ra khỏi tịnh lợi thứ ba nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào tịnh lợi thứ tư, ra khỏi tịnh lợi thứ tư nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào định không vô biên xứ, ra khỏi định không vô biên xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào định thức vô biên xứ, ra khỏi định thức vô biên xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào định vô sở hữu xứ, ra khỏi định vô sở hữu xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi định phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ lại nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi định phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định trở lại nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi định phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào định vô sở hữu xứ, ra khỏi định vô sở hữu trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào định thức vô biên xứ, ra khỏi định thức vô biên xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào định không vô biên xứ, ra khỏi định không vô biên xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào tịnh lợi thứ tư, ra khỏi tịnh lợi thứ tư trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định vào tịnh lợi thứ ba, ra khỏi tịnh lợi thứ ba trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào tịnh lợi thứ hai, ra khỏi tịnh lợi thứ hai trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào sơ tịnh lợi, ra khỏi sơ tịnh lợi trụ vào tâm bất định. Đó là tập tán tam ma địa của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào pháp tán tam ma địa như vậy, thì đắc thật tánh bình đẳng của tất cả pháp. Đại Bồ Tát ấy lại đem căn lành tịnh lợi này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lấy vô sở đắc mà làm phương tiện, khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy chẳng phải xa lìa ba tâm. Đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng? Đó là Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, cùng cả tịnh lợi ba la mật đa. Hết quyển thứ 523.